Ok và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là The Battle Cast nha anh em. Và nếu anh em nào thích cái video này, hãy là cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nhá. Nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Bắt đầu thôi anh em, let's go. Thì đang có một cái free rất là ngon anh em ạ. Anh em có thể kiếm được 600 gold từ cái này nhá. Anh em đây, anh em chỉ cần là cái đây là cái thẻ gọi là thẻ tháng anh em ạ, thẻ vàng tháng à. Bình thường sẽ bán với giá là khoảng 9.99, nghĩa là 220.000, 230.000. Nhưng bây giờ nó chỉ được free thôi anh em ạ. Quá ngon luôn. Đấy, chưa bao giờ có cái thẻ tháng vàng rồi. Tự nhiên được tặng anh em ạ. Anh em hãy vào nhanh nhá. Hãy vào nhanh nhá. À có banner mới. Các bạn lại banner mới. Số người banner lắm, banner dã man. Nhiều banner kinh hoàng luôn. Cast, ok anh em, dùng luôn rồi. Dùng luôn thôi. Accounting cast. Kiếm được 600 gold đấy, 600 gì nhỉ? Get food đấy anh em ạ. Mình đang ở sự kiện nào nhỉ? Oh, đang có ấy này. Có Limited Bliss. Có sự kiện gì đó. School Day này. Mấy cái map này không đánh được luôn ấy. Không biết là phần quà nó là cái gì luôn. Sự kiện gì đây? 9 sao. 6 sao này anh em ơi. Skirt Card True Form này. Có lẽ là sẽ dễ đánh anh em ạ. Cái sự kiện này chắc chắn là dễ đánh rồi. Có 6 sao thôi. Và nó chỉ có cơ hội là Drake thôi anh em nhá. Anh em nên nhớ như vậy. Rồi. Có Speed thì cứ dùng thôi nhỉ. Dùng tất cả luôn anh em nhá. Có cái gì dùng cái đấy luôn. Tôi đang xuống cái team gì đây? Team này à? Team này thì sao nhỉ? Liệu rằng có ổn hay không? Team này ra đánh cũng không quá tệ. Không quá tệ, chỉ cần thay Bahamut vào thôi là đẹp. Bahamut có upgrade được không nhỉ? Bahamut thì chịu nhỉ, Bahamut thì không lên được nha. Casagio. Rồi, đánh cũng được rồi. Đánh luôn anh em ơi. Và trong này thì chắc chắn là chúng ta sẽ nhận được cái con một cái con gì đó 770.000 máu. Con này chuyên trị Black luôn anh em ạ. Quá ổn luôn. Quá là ổn áp luôn. Gì? Rồi đấy, tôi nghĩ là sẽ hợp lý rồi đấy. Machulet, à đây. Con Skirt là con chân dài. Thì ra là con chân dài là con Skirt anh em. Rồi, cái màn này dễ quá. Chẳng khó khăn gì cả. Đánh nhà trong vòng 3 con luôn anh em ạ. Đá xa thế nhỉ. Nhưng mà mình phá nhà thôi, mình không quan tâm lắm. Xong anh em, 6 sao, 7 sao thì hiện tại thì mình vẫn đang thoải mái đánh được anh em nhé. Lưu Facing Danger. Mình không thích cái này tí nào. Không quá thích. Well, please. Chúng ta sẽ nhận được cái cut job. Chỉ có 5 sao thôi. Thứ tư à? Nhiệm vụ thứ tư à? Vẫn được cái cut job anh em ạ. Thôi ok. Chúng ta sẽ chuyển qua cái phần là phần đây. Cái chi giờ đây. Cái chi giờ thôi. Đợi chờ gì nữa nhờ. Nhưng mà hết cái speed rồi. Hơi buồn là hết speed rồi. Rất là nhiều thiên sứ và alien. Ok anh em. Mình nghĩ cũng không cần thiết là thôi, team này cũng ok. Đánh được rồi. Có thiên sứ thôi mà. Thiên sứ thì mình hoàn toàn hạ được. Nó sẽ hơi lâu tí thôi anh em. Có ấy anh em ạ. Sao tôi lại dùng cái team này nhỉ? Tôi dùng team này thì nó cũng không quá vấn đề gì lắm. Ôi nhưng mà team này nó yếu quá. Không được rồi. Không được rồi. Mà này rất là nhiều alien à. Thôi
không sao, dùng cái này thì cũng không vấn đề gì lắm, không phải thấy quá vấn đề. Nhưng mà sao đừng dùng cái team này nha, chắc là sao đừng có dùng cái team này, nó hơi lâu. Thiên sứ à, thiên sứ kết hợp với người ngoài hành tinh đúng không? Con nào cũng khắc chế thiên sứ luôn anh ạ, khá ổn áp. Map này là một trong những map dễ, chỉ có 90.000 máu, may là còn map còn dễ. Rồi không biết được mấy con bướm bướm đấm cho cái đầu sợ thật. Mitama đây rồi em ơi, đừng sợ. Đó là chưa được cái no mờ rồi anh em ạ, chỉ được no mờ thôi, quay đi quay lại vẫn chỉ được no mờ thôi, đánh luôn à. Đấy, về đội hình này, về đội hình này thì giết bọn nó cũng khá dễ, nhìn chung là cũng không khó. Thiết sứ lên nào anh em, vả nó, đúng rồi, vả nó, nhiều, ok. Con này khắc chế bọn kia khá tốt, bọn alien khá tốt anh em ạ. Tôi sẽ cần thêm một con khắc chế alien nữa nhỉ. Đây, 1100 anh em ơi. Lên nào, xuống phong. Cái này khá là dễ thôi. Tôi cần thêm một số con nữa nhá. Như thế này là vẫn chưa ổn tí nào đâu. Chắc chắn là chưa ổn tí nào đâu. Ok, đáng lẽ nên để dành thêm tí tiền để mua ấy anh em ạ. Để mua Bahamut rồi. Sắp tới rồi, sắp tới khu vực khó đánh rồi. Đấm cho Bahamut bay tốc độ thần thánh, bả con bướm bướm anh em ạ, đúng rồi, thế chứ. Tốc độ lên nữa đây, phá nhà nó anh em ơi, thì sao mà phá nhà thôi, phá nhà nó. Nó bị đóng băng, bị slow, bị rất là nhiều thứ vào mặt. Đấy rồi, chúng ta đã cắm được cái cờ vàng ở trên cái khu vực Thái Lan rồi anh em, hay Nepal chứ. Bia sang đến Campuchia. Có những con red. Những con red này thì mình cũng không quá là lo lắng lắm đâu. Mình hoàn toàn hạ được cho nó trong vòng nốt nhạc nhá. Trong 20.000 máu Campuchia, cố gắng hóa vàng tất cả cái chapter 3 này cái. Into the future chapter 3. Cố gắng hóa vàng hết đã. Có đúng một con này thôi. Không phải hạ hết được bọn này luôn. Tấn công anh em. Rồi, hạ gục hết. 600 cap food. Vừa dẫn nhận free 600. Ôi trời, food đó, food tiền. Không để ý luôn. Không để ý là food tiền luôn. Một con này là có thể kiếm được một đống tiền cho chúng ta này. 4.000 nữa. Rồi, thêm con này nữa là đẹp. Nếu có thể đánh khá tốt đấy chứ nhỉ. Bình tĩnh nào, còn thêm ít tiền anh em ơi. Nó băng lại, đúng rồi, đáng lẽ mình nên dùng chọn Bahamut thì nó sẽ ngon hơn anh em ạ. À, tôi là nếu mà chọn Bahamut thì sẽ là ok hơn khá nhiều. 31 đây rồi. Đúng rồi. Hy vọng chiếc chi rùa vàng nhé, đỡ phải cày anh em ạ, đỡ phải cày đi cày lại. Đang hơi bị mệt vì cày đi cày lại khá nhiều. Cái map này. Thu tiền rồi này. Nhiều tiền quá, chẳng biết để làm gì. Ui, không được cái chi rùa nào luôn anh em. Ô, không biết là còn sự kiện không? Chi rùa festival thế. Ảo nhỉ. Ảo thật đấy. Ảo quá. Sao không được cái gì nhỉ? Không được bất kỳ một cái chi giờ vàng luôn á.
thật sự đang khá là khó hiểu nhỉ. À đúng rồi, tôi có một con mới để mình review anh em á, con Uber Ray á. Rồi từ từ á, vào game lên nhanh quá, con này lên nhanh quá, phá nhà nó nhanh à? Không phá đâu, phá kiểu này là chết đấy, phá kiểu này là toang. Nhưng mình cũng kệ à? Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Không quan tâm luôn. Cái này cách phá nhà nhanh nhất có thể đấy em ạ. Cái này phá nhà nhanh quá, không cần đợi Garu luôn. Nice. Thế mà vẫn phá được thành công. Oh, đây được chi cực vàng chứ anh em. Hy vọng là một ngày sẽ lên được 4 đến 5 cái chi giờ vàng gì đấy. Mỗi ngày là cứ vào tầm khoảng 12 giờ trở đi ấy là dễ chi giờ lắm. 13.000 là cái chuối à, Philippines anh em ạ. Là Philippines ha. Khá là chậm. Nhìn nó tấn công nhanh không nhỉ? Có anh ạ, tấn công nhanh thì cũng được. Nhưng mà trước hết là cần phải có một team thôi, hỗ trợ đấy á. Có một team gọi là... Rồi từ từ á, để tiến lên đã. Cứ phong lên nhé. Để cho gọi Bahamut ra. Rồi Bahamut được rồi. Đúng rồi, tốc độ chậm quá, đáng lẽ mình cần phải mang thêm cái gì là tốc độ nhanh ấy. Lần trước mà mình được con Cashman thì ngon ha. Con đấy khá ok. Rồi, chúng ta tấn công thôi. Khá là dễ rồi, tại vì bọn này bọn toàn bọn Island nhưng mà bọn Island thì con này... Phá nhà anh em ui, phá nhà, phá nhà. Phá nhà Bahamut là số 1 luôn đấy. Tốc độ siêu nhanh. Đấy, chỉ giờ vàng liên tục anh em ạ, ngon nhờ. Ngon thật sự luôn anh em ạ, chi giờ vàng liên tọi luôn ạ, sướng là thật sự luôn. Tôi đánh hai trận nữa là được hai chi giờ vàng nữa là kết thúc một cái buổi hôm nay là quá quá đẹp, quá là xịn. Nếu có thể mai vào gì nhỉ, có ai liền không ta? Không rõ là có ai lần hay không đâu. Không để ý luôn. Không để ý cái map này luôn. Không có ai lần đó. Ba mềm quái có ai lần ha. Mình cứ dùng hai con này đã. Kiếm thêm một ít tiền đã, xong rồi. Xong gọi Bahamut ra nó vả nhà con kia thôi. Thế thôi. Không cần nói nhiều. Nếu mà Bahamut mà có cái con nào tăng cơ khỏe hơn nữa thì đừng đập nhà, đừng đập nhà, chết rồi. Lợi là khá khó chịu nha anh em ơi, lấy tiền tí đi toàn. Thấy à, thấy chưa, 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 thấy chưa. Mấy con lợn này khá là nguy hiểm anh em ạ. Nếu này đứng đây đứng sau đứng đam bày hết màu luôn rồi anh em ơi. Có cái chiêu survive nhưng mà vẫn không ăn thua luôn. Lợn là nguy hiểm. Sáu anh em, ok ok. Có hỗ trợ. Đấy, anh em thấy khó chưa? Dễ đâu. Không dễ tí nào nhé. Chết rồi đấy. Bây giờ mình lại phải chơi tốc độ chậm. Mình lại phải chơi mấy cái tốc độ rất là chậm ở đây. Cho ba mút lên đầu tiên là sai lầm rồi đấy. Nhưng mà thôi. Chrono đẹp thế nhỉ. Chrono vẫn đang là support rất ngon của mình anh em ạ. Tỷ lệ đóng băng 100% luôn. Gần như trong trận nào mình cũng mang Chrono đi
về làm các support hỗ trợ nhiều. Này. Ooh yeah. Này. Australia. Làm nó cái tốc độ nhỉ. Complex. Ok, màn này thì Casazio sẽ được thể hiện sức mạnh em ạ. Gấu túi à? Gấu túi à? Đấm nhau không bạn? Đấm nhau không bạn? Sợ lý. Gấu túi ghẻ này đấm thoải mái rồi. Gấu túi khá đắt, khá ngon anh em. Theo như mình thấy là khá là rẻ. Gấu túi này cũng ngon nè. Không cần Kasha nữa. Di chuyển rất ngon à. Đấy, Black à. Black xuất hiện rồi kìa anh em. Yeah, spam á. Vì map này rất là dễ. Vì mình biết trước rồi. Biết trước con gì sẽ xuất hiện rồi. Nên chỉ việc đấm vào nhà thôi. Đấm vào mặt thôi. Chi giờ vàng. Cat food cộng 10. Ui, chi giờ vàng là cat food cộng 10 luôn. Nó là tuyệt tuyệt vời. Ok anh em. Quá hay ho nhá. Ui, còn khá nhiều đấy. Khá là nhiều map ở đây. Moon này được chi giờ vàng rồi kìa. Ảo thật đấy nhờ. Casco. Không phải cái gì nhỉ? Ấn vào cái phần chi giờ này. Menu à. Chi giờ của cái map này cũng khá nhiều đấy. Rồi anh em ơi, quá ngon luôn. Chi giờ nó sẽ là 28x48, còn 20 cửa nữa nhá. Ok anh em, và kết thúc tập này thôi. Xin chào và hẹn lại anh em nhá. À, thế bảo review một con gì đó cho anh em nhỉ, quên. Đó là con này. Con Uber Ray. Nó là thuộc tập Ultra Soul anh em ạ, hôm qua anh mở được. Con này là con đầu chim mà, nhưng mà khi tiến hóa lên thì nó có vẻ là cũng khá là đẹp đấy. Mấy con này thường dạng một nó hơi phèn chúa, nhưng mà lúc mà lên được phải ấn vào upgrade chứ. Upgrade Super Ray mình cũng có con mới luôn anh em ạ. Nhiều bạn bảo True Form Baby Cat rất là khỏe anh em. Con này cũng là con thiếu cho cái bộ sưu tập của mình anh em ơi. Ok, ui, lên đời robot luôn anh em ạ. Ui, my gosh, mình không ngờ con này là đẹp thế. Được đấy, nhờ. Này khắc chế cái gì nhỉ? Đẹp mới anh em ơi. Đẹp phết đấy. Này. Ui, robot anh em ạ. Floating Angel. Có Knockback và Arena Attack đánh lan anh em ạ. Ui, chạy nhanh như chỗ. Ui. Siêu nhân luôn anh em ạ, siêu nhân mèo luôn. Bãi liều. Ây à, cái gì ấy? Ồ, chữ V à? Năm anh em siêu nhân à? Ô, bắn trưởng trên trời mà nó sẽ rơi xuống. Kamehameha. Đẹp, con này đẹp. Chiều review nha.